Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Messi bất ngờ được tung hô tại Barca. PSG lập tức tìm người thay thế. Vào rạng sáng ngày hôm nay, Barca đã tổ chức lễ ăn mừng chức vô địch La Liga trước hàng ngàn người hâm mộ. Trong buổi lễ, những âm thanh hô vang Messi, Messi, Messi đã vang lên. Ronald Araujo là người khởi xướng, trung vệ người Uruguay cùng hàng trăm cổ động viên chen kín dưới chân của xe buýt đã đồng thanh hô vang tên siêu sao Argentina. Ronald Araujo đã kích hoạt sự hưng phấn của rất nhiều fan Barca, những người vốn đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đưa Messi quay về. Trong những ngày Messi bị fan PSG phản ứng kịch liệt khi cho rằng anh không đủ tâm huyết với đội bóng thì tại Barcelona, hàng trăm người cũng bày tỏ mong muốn được thấy thần tượng quay trở lại. Thậm chí họ còn bày tỏ niềm vui khi Messi bị PSG trừng phạt. Vì động thái này cũng có nghĩa là siêu sao 35 tuổi đang dần bị đẩy xa khỏi PSG. Song song với lời kêu gọi từ cổ động viên và có lẽ là cả một bộ phận cầu thủ Barca, chủ tịch Joan Laporta cũng công khai tham vọng tái hợp Messi. Laporta cho biết ông đã nói chuyện với Messi để cố gắng xây dựng lại mối quan hệ của cả hai, vốn bị tổn hại khi anh ra đi vào năm 2021. Vị chủ tịch của Barca nói trên kênh TV3, "Tôi sẽ làm mọi cách để đưa Messi quay về. Tôi đã nói chuyện với anh ấy để bằng cách nào đó xử lý những khó khăn hiện tại. Tài chính eo hẹp không thể trả lương cao cho Messi. Tôi vẫn phải đặt câu lạc bộ lên trên tất cả mọi thứ, kể cả anh ấy, cầu thủ hay nhất thế giới. Sự thật là đó là một câu trò chuyện rất tình cảm, rất dễ chịu. Và gần đây, chúng tôi cũng thường xuyên gửi tin nhắn cho nhau." Hợp đồng giữa Messi và PSG còn ràng buộc đến ngày 30 tháng 6 năm nay. Hai bên có điều khoản tự động gia hạn 1 năm, nhưng khả năng này rất khó xảy ra khi mối lương duyên giữa cả hai đã rạn nứt rất nhiều. Messi cũng không được đánh giá là thi đấu đúng khả năng tại PSG. Còn câu lạc bộ thành Paris đang muốn đẩy đi những cầu thủ trên 30 tuổi, xây dựng lại đội bóng quanh hạt nhân Mbappe. Paris Saint-Germain đã có kế hoạch tìm được người thay thế Messi, chỉ chờ quyết định chính thức. Theo Goal, PSG không còn mặn mà để giữ chân Messi. Đội chủ sân Parc des Princes nhanh chóng tiếp cận Silva để thay thế Epulga. The Athletic và Mundo Deportivo tháng trước khẳng định Silva bày tỏ mong muốn chia tay sân Etihad để có trải nghiệm mới trong sự nghiệp. Le Parisien tiết lộ động thái của PSG đặt dấu chấm hết cho mối lương duyên với Messi trong hè 2023. Cố vấn Luis Campos coi Silva là sự thay thế lý tưởng cho Leo. Cầu thủ này có thể chơi tốt ở vai trò chạy cánh hoặc dạt vào trung lộ. Anh cũng rất am hiểu Ligue 1. Chính Campos, trong thời gian làm việc ở Monaco, là người đầu tiên phát hiện ra tài năng của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Silva vô địch Ligue 1 vào năm 2017 trước khi ký hợp đồng với Man City. Cầu thủ này cũng hình thành mối quan hệ đối tác ăn ý với Mbappe trong màu áo của Monaco. Mùa 2016-2017, cặp đôi Silva và Mbappe chơi tuyệt hay. Họ là linh hồn giúp đội bóng nước Pháp đánh bại Man Xanh ở vòng 16 đội trước khi dừng bước trước Juventus tại bán kết Champions League. So với Messi, rõ ràng Silva là cầu thủ phục vụ Mbappe tốt hơn. Điều này giúp cho ngôi sao 28 tuổi trở lại thành lựa chọn phù hợp cho triết lý xây dựng lối chơi xung quanh Mbappe của PSG. Silva gia nhập Man City từ Monaco vào năm 2017 với giá là 50 triệu euro. Anh đã ra sân gần 300 trận, ghi hơn 50 bàn. Đi kèm với đó là 4 chiếc vô địch Premier League, 1 FA Cup, 4 League Cup và 2 siêu cúp Anh cùng ngôi Á quân Champions League. Với Messi, hiện chưa rõ đích đến tiếp theo của siêu sao 36 tuổi là Barcelona hay Ả Rập Xê Út. Al Hilal đưa ra mức đề nghị với mức là 300 triệu euro mỗi mùa, nhưng cựu sao của Barca chưa hồi đáp. Người Pháp xấu hổ với Messi vì đang bị đối xử tệ tại Paris. Chuyên gia bóng đá Pháp Vicente Lazzaro cảm thấy xấu hổ vì cách Messi bị đối xử ở Paris, mà mới đây nhất là ở trận đấu PSG thắng 5-0 trước Ajaccio vòng 35 của Ligue 1. Messi trở lại với đội hình chính của PSG đấu với Ajaccio khi được cắt giảm một nửa án treo giò, từ 2 tuần xuống còn 1 tuần vì chuyến đi đến Ả Rập Xê Út sau khi anh công khai lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, sân Parc des Princes không chào đón Messi trở lại. Họ thậm chí còn phản ứng gắt hơn, liên tục la ó và huýt sáo từ lúc tên anh được xướng lên trong đội hình xuất phát. Các fan quá khích lặp lại điều đó mỗi khi Messi chạm bóng. Đây là một trong số nhiều lần người Paris hắt hủi với siêu sao Argentina, người được xem là vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Nhiều người cảm thấy bất công cho Messi cũng như cho rằng đó là một vết nhơ mà fan PSG sẽ không bao giờ gột rửa được. Chứng kiến cảnh ấy, chuyên gia bóng đá nước Pháp Vicente Lizarazu đã lên tiếng chỉ trích gay gắt của đội viên đội bóng Pháp. "Tôi xấu hổ vì cách chúng ta đối xử với Messi. Cậu ấy không hề có mùa giải tệ hại. Messi đã ghi 15 bàn cùng 15 kiến tạo tại Ligue 1 mùa này.
Đúng là kể từ sau World Cup 2022, hiệu suất có giảm. Nhưng chúng ta đang nói về người giỏi nhất, hoặc chí ít cũng là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá. Chúng ta không thể đối xử với Messi như một cầu thủ bình thường, chúng ta không thể đối xử như thế được. Vấn đề của PSG sẽ không phải là ở các cầu thủ, đội không được như kỳ vọng không phải là lỗi của Messi, tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng được tôn trọng hơn. Messi được cho là đã thông báo với PSG việc sẽ ra đi từ tháng trước và câu lạc bộ cũng không mặn mà giữ anh lại khi cần giảm hóa đơn tiền lương. Những đối xử gần đây của người Paris càng khiến tay săn bàn sắp đón sinh nhật tuổi 36 chẳng có gì phải lưu luyến cả. Họ có những lời lẽ xúc phạm, gọi anh là lính đánh thuê. Có thông tin Messi đã hứa gia nhập Al Hilal trong trường hợp không nhận được lời đề nghị thích hợp từ châu Âu. Với siêu sao, hợp đồng không gì ngoài nhiều tiền. Đây là câu lạc bộ đối thủ của Al Nassr, câu lạc bộ mà Ronaldo đang chơi cực hay tại Ả Rập Xê Út. Vô địch SEA Games cực kỳ thuyết phục, tuyển nữ Việt Nam tạo ra thành tích chưa từng có. Tối ngày 15 tháng 5, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng thuyết phục đối thủ Myanmar với tỷ số 2-0 để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Kết quả này giúp cho các cô gái của chúng ta lập ra kỷ lục chưa từng có, trở thành đội tuyển đầu tiên 4 lần liên tiếp vô địch môn bóng đá nữ SEA Games. Trong quá khứ, nữ Thái Lan từng có chuỗi 3 lần lên ngôi, nhưng thành tích trên đã bị thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vượt qua. Chiến thắng vừa qua tiếp tục khẳng định vị thế số 1 khu vực của bóng đá nữ Việt Nam. Trải qua 13 kỳ SEA Games môn bóng đá nữ được đưa vào chương trình thi đấu, nữ Việt Nam sở hữu 8 huy chương vàng, vượt trội con số 5 của Thái Lan. Trở lại với màn so tài trên sân Motorok, Tuyết Dung đem về lợi thế sớm cho các tuyển thủ Việt Nam ngay phút thứ 12. Pha lập công đem đến lợi thế tâm lý cho các cô gái áo đỏ. Sang hiệp 2, Thanh Nhã ấn định tỷ số 2-0 bằng một siêu phẩm đẹp mắt. Sau tấm huy chương vàng của SEA Games, tuyển nữ Việt Nam vẫn sẽ còn tiếp tục hội quân để chuẩn bị cho World Cup nữ vào cuối tháng 7. Hot girl Hoàng Thị Loan xúc động khi vô địch SEA Games. Đây có thể là lần cuối Bắc Trung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung là người thầy vĩ đại của bóng đá Việt Nam sẽ không thể dẫn dắt đội tuyển thi đấu World Cup. Tối ngày 15 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử khi là đội đầu tiên có 4 lần liên tiếp vô địch bóng đá nữ SEA Games 32. Chia sẻ cảm xúc sau khi chiến thắng Myanmar trong trận chung kết và giành huy chương vàng, hậu vệ hot girl Hoàng Thị Loan không khỏi xúc động. Cô nói: "Chiến thắng này rất đặc biệt, thi đấu trên sân khách là áp lực lớn đối với vận động viên đội tuyển Việt Nam. Bản thân mình và đồng đội đã có cố gắng để thi đấu tốt ở kỳ SEA Games lần này. Cũng có thể đây là lần cuối mà Bắc Trung dẫn dắt các cầu thủ ở SEA Games. Không có ông Mai Đức Chung, bản thân Loan cũng như tất cả các đồng đội sẽ cố gắng đá thật tốt ở các mùa giải sắp tới." Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung là người vô cùng tâm huyết và có công rất lớn phát triển bóng đá nữ Việt Nam. Ông đã đưa các cô gái Việt Nam 4 lần liên tiếp lên ngôi vô địch SEA Games và cao hơn nữa là giành vé thi đấu World Cup nữ. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung sẽ không thể dẫn dắt đội thi đấu ở giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho bóng đá nữ diễn ra vào tháng 7 sắp tới. Không chỉ Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Thanh Nhã và Huỳnh Như, bộ đôi đã ghi bàn thắng ở trận chung kết đêm nay cũng đầy cảm xúc khi đi vào lịch sử SEA Games với chiến tích rực rỡ. Huỳnh Như muốn dành tặng bàn thắng cho những người yêu thương cô nhất, đội trưởng tuyển Việt Nam nói. Với bàn thắng đó, Như cảm thấy rất hạnh phúc, nó giúp toàn đội cảm thấy tự tin hơn và đặc biệt mang đến niềm vui cho gia đình của Như có mặt ở sân vận động hôm nay cũng như toàn thể người hâm mộ. Toàn đội ở sân cũng như ở quê nhà, nhưng nghĩ rất khó để có thời tiết đi Campuchia và nó nóng khiến cho các cầu thủ mất nhiều sức. Như trận đấu này, toàn đội cũng rất là vất vả. Nguyễn Thị Thanh Nhã chia sẻ, em cảm thấy rất hạnh phúc và vui vì góp một phần nhỏ vào chiến thắng của đội. Để có được ngày hôm nay, bọn em cũng đã cố gắng và đoàn kết để lên ngôi vô địch lần thứ 4 liên tiếp. Em cũng vui và hạnh phúc khi mọi người quan tâm đến em nói riêng và bóng đá nữ nói chung. Cảm ơn người hâm mộ đã luôn luôn quan tâm, đồng hành cùng bọn em. Nói về sự chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ sắp tới, Thanh Nhã cho biết đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đi tập huấn và thi đấu cọ sát với nhiều đối thủ top trên để tích lũy kinh nghiệm trước khi đến tranh tài tại World Cup.